Nếu anh em đang có nhu cầu thử vận may, mua đích verify, hãy đến với shop misutv.com. Shop do mình đứng ra chịu trách nhiệm và quản lý, nên là chúng ta yên tâm giao dịch nhá. Đường link shop thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì video tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một cái sự kiện nha, mà sắp tới ấy sẽ ra mắt ở server chúng ta nha anh em. Đấy. Và khi mà chúng ta cày cuốc thì chúng ta sẽ nhận được quà free nha. Nói chung là cũng rất là ngon. Ok, anh em mà đang xem ấy, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với sự kiện AK Kỳ Lân trở lại nha. Thì theo quan điểm của mình thôi, mình thấy khi mà chúng ta ra mắt cái sự kiện này ấy, nếu mà anh em chúng ta quay trong vòng quay chế tác nhá, thì chúng ta sẽ khó trúng cái bản thiết kế hơn nha anh em. Đấy. Ở đây thì hôm qua mình cũng có quay thử ấy, nhưng mà rất khó trúng đó nha. Cực kỳ khó luôn anh em. Không biết là anh em chúng ta quay như thế nào thì chúng ta comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Nói chung là theo quan điểm của mình thì rất là khó trúng anh em. Ok, và đây là một số những cái sự kiện mới ở server chúng ta thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sang một cái server nha. Ok, và tiếp theo thì mình đang có mặt ở server của Indonesia nhá. Thì ở bên đây ấy, chúng ta có một cái sự kiện mới mà sắp tới sẽ ra mắt ở server chúng ta nhá. Nên là anh em sẽ cùng mình chúng ta khám phá nhá. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện ấy. Ở đây là shop huyền bí 8.0 nhá. Trước mặt anh em là chúng ta có hai gói trang phục ấy, sắp tới sẽ xuất hiện trong shop huyền bí 8.0 nhá. Ở đây thì chúng ta có một gói trang phục của nam và của nữ nha anh em. Đấy. Nói chung là nhìn cũng khá là đẹp nhá. Khá là chất đấy. Tiếp theo là bên đây chúng ta có một cái sự kiện chào đón một cái con trợ thủ mới ấy. Thì con trợ thủ mới chúng ta sẽ có 4 skin nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một skin mặc định, skin màu xanh lá cây. Tiếp theo là chúng ta có hai cánh hai bên ấy. À, mình thấy cái skin này khá là dễ thương nha. Tiếp theo là chúng ta có một cái skin kiểu giống như là bộ tộc ấy. Nói chung là con trợ thủ này cũng khá là dễ thương. Mình thấy có skin cái cánh ấy khá là đẹp nha. Ok, và nói chung là chúng ta sẽ có một cái sự kiện anh em sẽ thu thập những cái huy hiệu point ấy để chúng ta đổi quà nha. Ở đây thì chúng ta sẽ thu thập và chúng ta đổi quà thôi. Phần quà chúng ta thì cũng có khá nhiều nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái mũ của nam nha anh em. Đấy. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái mũ point của nữ nha. Tiếp theo là chúng ta có một cái hộp skin súng AK dùng lửa ấy. Nói chung là nếu mà anh em chúng ta muốn thu thập cái con trợ thủ này, cái huy hiệu nha, thì anh em sẽ nhặt ở trên bản đồ ấy. Hình như là chúng ta sẽ tiêu diệt hoặc là chúng ta nhặt nha. Ở đây thì mình cũng tìm hiểu như thế thôi. Ok. Nói chung là ở server nước ngoài như thế này, khi về server chúng ta ấy, cách thức để chúng ta quy đổi nhá, thì nó sẽ khác anh em. Ở đây thì mình review trước cho anh em xem thôi. Ok. Nói chung là cái sự kiện này ấy cũng khá là ngon nhá. Anh em chỉ cần chúng ta thu thập những huy hiệu này và chúng ta đổi quà thôi là ok. Và khi mà chúng ta sang bên đây ấy, chúng ta cũng có khá là nhiều sự kiện nhá. Và bên đây thì chúng ta cũng có một cái vòng quay vàng ấy, khá là đẹp nha anh em. Ở đây thì mình sẽ vào luôn nha. Và bên đây thì chúng ta có một gói trang phục trong vòng quay vàng ấy. Theo quan điểm của anh em, mình thấy khá là đẹp nhá. Ok, thì gói này thì chúng ta có bên Indo thôi, không có bên server chúng ta nha. Ở đây thì mình sẽ quay thử xem chúng ta có trúng cái gì ngon không nha anh em. Ok, và hiện tại thì chúng ta có 66 lucky rồi. Xem chúng ta có trúng gói trang phục không nhá. Nói chung là nếu mà chúng ta muốn trúng ấy cũng khá là khó đấy anh em, không phải dễ đâu. Ok. Chúng ta trúng một cái nhân vật Kala nhá. Ok, hình như là chúng ta không trúng được cái gì ngon anh em. Tiếp theo là chúng ta trúng nhân vật Kala tiếp này. Ok, và nói chung là mình muốn trúng cái gói trang phục ấy để mình review cho anh em xem, nhưng mà hơi khó nha. Thì khi mà chúng ta đã qua bên đây ấy, chúng ta cũng đến một số những cái sự kiện mới ở bên server bên đây để xem chúng ta có sự kiện gì hot nha. Đầu tiên thì chúng ta cũng có sự kiện quy đổi sang cái ván tận thế ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ thu thập những cái mặt nạ nha. Và tiếp theo bên đây thì chúng ta cũng có một cái sự kiện airport ấy. Wow. Ở bên đây chúng ta sẽ có một sự kiện đổi sang skin súng M4A1. Ở đây là skin súng M4A1 thảm họa nhá. Skin vĩnh viễn luôn anh em. Đấy. Chúng ta sẽ thu thập những cái huy hiệu ấy để chúng ta đổi quà nhá. Wow. Nói chung là cũng rất là ngon nhá.
Ở đây thì khi mà chúng ta thu thập huy hiệu ấy, chúng ta sẽ đổi quà nhá. Sự kiện bên đây nói chung là cũng rất là ok rồi. Và tiếp theo để mình xem, nếu mà chúng ta muốn thu thập huy hiệu ấy, chúng ta sẽ thu thập ở đâu nhá. À, ở đây thì chúng ta có một cái sự kiện, khi mà chúng ta chơi 6 trận ấy, chúng ta sẽ nhận được một cái huy hiệu vũ khí vàng nhá. Và tiếp theo thì anh em sẽ dùng để chúng ta đổi sang 1451 thảm họa nhá. Nói chung là chúng ta sẽ có một cái skin ấy, huyền thoại, cũng khá là ok rồi. Sự kiện mình thấy cũng khá là ngon nha. Ok, và nói chung là mình đã đi qua một số những cái sự kiện mới ở bên server Indo và server Việt Nam rồi. Anh em đang xem ấy, thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nha. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo hay hơn và mới hơn nha.